Hai Quỳnh xin chào cả nhà nha. Nay Quỳnh đi mãi thì mới tìm được cái bãi câu này cũng khá là mới luôn nha. Nay Quỳnh sẽ thử thực hiện một cái thử thách là mình sẽ câu cá ở trên ruộng nha. Thì cái phía ruộng bên đây thì lúa nó vừa mới chỗ đều hết thôi chứ thì chắc cũng vừa mới chắc chưa vô gạo đâu. Cái này Quỳnh thấy nó mới có chỗ đều thôi. Đây nè, chắc còn tầm khoảng một tháng nữa nó mới chín. Thì thấy cái chỗ đường nước này khá là to nè, thấy cũng có nheo nheo đó nên giờ Quỳnh sẽ chọn mồi và xuống đây câu thử nha. Thì Quỳnh mời cả nhà cùng theo dõi hết cái video của Quỳnh từ trưa đến chiều hôm nay nha. Xem là hôm nay Quỳnh câu cá ở trên ruộng này có dính cá không, mà nếu có thì dính được những cá gì nha. Thì đầu video Quỳnh xin chúc cả nhà có một buổi xem video thật là vui vẻ nha. Bây giờ thì let's go, mình chuẩn bị làm mồi nha. Lúc nãy thì Quỳnh chạy đến đây thì nói chung là mình chỉ đem đồ đi câu cá mè thôi. Xong sau đó đi mãi tìm đến cái điểm này thì Quỳnh mới thấy mấy con cá nó lên trên nước nó sen tô, nên là Quỳnh quay ngược về nhà để mà lấy cái mấy cái bịch mồi cám của Quỳnh nè, bán trên xe đó. Mấy cái bịch mồi mà Quỳnh làm sẵn như thế này nè, với một cái quả trứng nha. Rồi giờ Quỳnh sẽ múc nước. Nãy nào Quỳnh đã bẻ mấy cái trái gừa sẵn là dự định là đi câu cá mè, nhưng mà đến bãi thì có người câu rồi nên là Quỳnh chạy đi tìm cái chỗ khác mình câu. Quỳnh đi xuống đây đem nước. Wow, cái cây này là cái cây bình bát dây nhưng mà nó chưa có trái. Cây này cây bình bát dây nè, cái trái của nó chín là sẽ có cái màu đỏ rất là đẹp. Nước trên ruộng trong ghê luôn. Đó, lúa này mới chỗ đều à, còn tháng là chín đó. Rồi trên ruộng á Quỳnh thấy cái đường mương ruộng này khá là to luôn nha, nhưng mà không có để bảng gì hết trơn, thấy rau muống nhóc trơn luôn. Nhưng mà chỗ mấy cái cọng rau muống thì có hiện tượng nhúc nhích giống như là cá đến đó nó ăn mấy cái sợi rong ở trên rau muống á, nên là quầy về nhà chạy xiết về nhà lấy mồi lên mình chọn. Để bị cận đây đi. Thì ở trên ruộng này Quỳnh không biết trên này có cá gì nên là Quỳnh trộn đại nha. Thì trộn cái vị tổng hợp đây, vừa có tanh vừa có thơm luôn. Thì cái trứng này thì nó chỉ có cái công dụng là làm kết dính thôi, do là Quỳnh không có sử dụng cái bột tơ nhện á. Để Quỳnh xăng cái tay áo lên để cái trứng cho nó. Ui, cái trứng này nó màu nó đỏ ghê luôn, do là vịt của mình ăn đủ đạm á. Đủ đạm là nó sẽ cái lòng trứng nó sẽ màu đậm lắm. Ý, trời ơi, chút nữa là nhiều quá luôn rồi. À, cái này là bột tôm nha, cái này là Quỳnh làm xay sẵn luôn. Cái này là bột tôm thì canh những cái thời tiết mà nắng mới làm được. Quay tôm mà cỡ tầm khoảng một nắng thôi là nó khô hết trơn rồi, đem vô mình sấy. Rồi hôm nay Quỳnh trộn cám 40 đạm luôn nha. Ôi trời ơi, chút nữa đổ hết chưa, đổ ở ngoài luôn rồi nè. Này thì bữa hổm là không có dịp rảnh thời gian mà để mình xay nó nát ra, nay Quỳnh ở nhà cũng xay sẵn hết rồi. Cái màu 40 đạm nó đậm hơn cái màu 30 đạm á, mà nó thơm ghê luôn. Nãy giờ cám cũng nở rồi nè, giờ Quỳnh móc nắng cục mồi đầu tiên nha. Cám gì thì câu được rồi, hy vọng là cục mồi đầu tiên sẽ lên con cá to to nha. Rồi, ra cần thôi. Đúng đúng đúng. Đây một con cá. Ôi nó mạnh đó. Cá phi đu đỏ nha. Đây 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 nó bằng tay của Quỳnh luôn nè. Bốn ngón tay nha. Đó. Trời ơi may mắn nha, con đầu tiên nãy giờ. Khá là lâu luôn, Quỳnh xả mồi rất là nhiều nó mới lại nè. Quỳnh thấy nó ghẻ không muốn đằng kia nhưng mà không dám chắc là nó, nên cũng không có nói cho cả nhà biết là câu cá gì. Thì chừng nào dính cá thì Quỳnh sẽ báo cá nha. Đây con cá phi đầu tiên nha. Cá phi rất là mạnh nha. Cái gọng mình có dịp ra nữa rồi đó nha. Đây đi sang đây lấy gọng. Quỳnh đi ngang thấy nó nổi như một bầy luôn á, nhưng mà không biết là có câu được nó không nên là mình cũng không có nói. Khi nào dính nó thì Quỳnh sẽ báo cho cả nhà xem. Đó, một con đầu tiên nha.
Do là nước ở trên ruộng này nó không có sâu lắm, chỉ có cái sòng chỗ này nè, gọi là sòng bơm nước, có cái chủng sâu nên là quanh xã mồi câu đây luôn. Đây là cái máy này là máy bơm nước nè, máy lớn ghê luôn á, bự nha, quá chừng bự luôn. Đây, cái này là cái ống dây để người ta bơm nước nè, cái này gọi là cái ống bọng mà làm bằng vải á. Rồi xuống đây luôn nha, nhẹ nhàng thôi, cá ở đây nước hơi cạn nên là nó cũng nhát lắm. May mắn ở điểm câu mới nha, cục mồi đầu tiên thì quanh dính được con cá rô phi nè, thì đây là cục mồi thứ hai nha, không biết ở chỗ này có cá bự không á. Thì quanh thấy nó ăn mấy cái cành rau muống này nè, phía đằng đó rau muống rất là nhiều, nó rung rinh á. Rồi ra mồi thôi, nãy quanh xả mồi chỗ này nên lại câu chỗ này, không biết có cá bự không. Wow, để xuống ăn liền kìa, nãy gió quá nên là quanh cắt cái phao của mình bớt rồi đó kìa, nó ăn kìa. Đó, cá phi thì nó ăn cũng như cá mè thôi, khi nào lúc phao hoặc là chạy phao thì mình mới đóng cá được. Ơi, ủa cá bự, cỡ thấy cái quặng nước đó không, thấy cái quặng nước đó không. Quên đóng cá sớm quá, quên đóng cá sớm quá, làm chảy con cá rồi. Trời ơi, nguyên cái quặng nước nó quá trời bự luôn. Wow, cá bự ra rồi, cá bự ra rồi, hy vọng là sẽ dính cá bự nha. Cá ở đây hơi nhát nên là quanh sẽ làm mọi cái hành động y nó táp kìa, nhẹ nhàng thôi. Dính rồi, dính rồi. Đừng giấy, đừng giấy, đừng giấy. Ui. Trời ơi, sảy luôn rồi, con cá quá chừng bự luôn. Quanh không dám giật lên mạnh nữa, sợ tét cái mỏ của nó. Thành ra mình nương, nương rồi cái nó sảy luôn. Quá chừng tức rồi, trời ơi, con cá nó bự. Là cái điểm câu mới này có cá phi bự nha. Vài bữa nó mà từ đây tới lúa chín là cá nó còn mau lớn dữ nữa. Hy vọng là đừng nhát nha. Cá bự, cá bự. Dính rồi, dính rồi. Cột ơi. Khoan khoan khoan. Rồi rồi rồi, lên là lên nè. Lên là nghe. Đây là con thứ hai nha. Con này là con hả? Bự hơn con hồi nãy nữa. Đó. Con này là bằng bàn tay luôn nè. Đã chưa? Chào mừng em nha. Đã về với đội của chị nha, về nhà chung với chị nha. Rất là cưng luôn, thì cũng khá là lâu rồi anh không có đi câu rô phi á. Ở đây khó tìm bãi câu rô phi quá, nên là quanh chỉ đi câu ở dưới sông thôi. Nay mình thấy cái miếng ruộng này nè, nước nhiều nè, khá là đẹp luôn, nên là xuống đây câu thử, ai nhà may mắn nha. Rồi, vô rộng. Nãy giờ là quanh sảy hai quận nha, cuối cùng thì cũng lên được con tiếp theo nữa, cũng khá là bự luôn, cũng tầm bằng khoảng con lúc nãy á. Rồi giờ ra cần tiếp nữa nha. Wow, chỗ này cá im nha, nước không sâu lắm nhưng mà có cá to. Chỗ này là chưa ai câu luôn, tại vì quanh thấy cái đường lộ này á là đường lộ đất, người ta tự người dân người ta tự đổ đá bụi á để người ta đi thăm ruộng thôi, chứ nguyên cái đường kinh này không có nhà ở. Dính rồi, dính rồi, trời 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 trời. Quá trời bự luôn, con cá quá chừng mini luôn rồi, coi nè, thấy cưng quá à. Nha, cá nhỏ này quanh không bắt đâu, anh sẽ thả lại. Mấy em nhỏ nói ơi, cho cái ruộng này với ruộng bên đó ruộng phi gì đúng không, con có câu không? Bự ba lớn, bự cỡ bàn tay không đó hả? Bà câu nhiều không kìa, gì mới vô đây câu lần đầu à? Cái mày dinh ở dưới sông hả? Mày dinh dưới sông nhiều không, con có câu không? Con câu bằng mọi gì? Ốc hả? Với thức ăn cho cá hay cho gà? Gì hả? Cậu trộn hả gì? Hay ta? Cá nhỏ mini quá. Rồi để xuống ăn liền luôn kìa. Ôi ơi, lúc phao giờ không lên. Chắc con cá mini giống cá nãy rồi đó. Trời ơi, cá phi bự hay nhỏ anh không biết nè, nó ăn cọng rau muống cực à. Gung ginh đó, đó. Nó đang ăn mấy cái cọng rong á, rong hoặc là rễ của cây rau muống đó, đó. Quá chừng luôn rồi. Ok.
xã hồi nãy giờ mà nó không lại, nó cứ ở đó nó ăn rau muống mà. Cái mọi cám người ta ngon gì mà không lại ăn đâu, đi ăn rau muống. Dính này con này luôn đi nè. Wow, một con nữa nha. Ồ, cá rô phi nó uống nu nè, sắp bằng bàn tay của anh luôn á. Ây da, nó mạnh ghê luôn. Ây da, ghẻ ghẻ nãy giờ quá chừng luôn mà cuối cùng cũng lên luôn nè. Cả nhà nhìn xem nó ăn mồi của anh nè, cái bụng nu nu uống nằng cả luôn nè. Một con tiếp theo nữa nha. Nay trời không có nắng lắm á, chỉ là hơi ui ui thôi à. Cầm chắc nha, cá rô phi này nó mạnh hơn cá mè nữa. Ồ, nay đổi món nè, chuyển sang ăn rô phi. Kết thúc một buổi chiều đi câu cá điểm mới á, thì cũng thật là may mắn nha. Thì cũng khá là lâu rồi quanh không có câu cá phi cả nhà. Thì tìm câu cá này á, nói chung là cũng rất là khó. Ở chỗ của quanh á, thì ít có cá này lắm, nói chung là ít. Còn ở vùng mà miệt thứ á, thì khó khá là nhiều, nhưng mà từ chỗ quanh á mà đi xuống cái chỗ đó thì cũng khá là xa, nên là quanh đi tìm được cái chỗ này thì cũng rất là mừng luôn. May mắn là dính được cá phi á. À, video của quanh đến đây cũng khá là dài nha. Quanh tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cả nhà clip sau. À, xem kênh của quanh, cả nhà thấy thích á, thì hãy cho quanh xin một like và một lượt đăng ký nha. Để cũng như là mình ủng hộ tinh thần cho quanh nha. Giờ quanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.